tưởng là còn con mèo tam thể nữa cơ mà. Mẹ. À đâu, đang lên sóng truyền hình quên mất. Các bạn thứ lỗi cho mình. Thôi mình bình luận đấy. Chị Nicole. Ấy xài, đã bị nhà con đè vật ra rồi, bây giờ lại cố chụp lấy ít của chị ấy nữa. Chị ấy quả là một võ sĩ mèo. Nữ võ sĩ mèo. Ai mà mở lối cho nhiều. If I can. Con đi cồn lại xì hơi. Đánh em đau thế hả? Đùa em gì mà đùa đau thế hả? Đánh em đau không? Dạ.